Trong tháng 3 năm 2019, câu lạc bộ bóng đá Sarajevo, đương kim vô địch giải quốc gia Bosnia và Herzegovina đã tổ chức cuộc họp báo thông báo về việc thay đổi cơ cấu cổ đông của đội bóng. Theo đó, cổ đông lớn nắm giữ 90% cổ phần là ông Vincent Tan đã quyết định nhượng lại 60% cổ phần cho các nhà đầu tư mới từ Việt Nam là ông Nguyễn Hoài Nam và PVF, Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng bóng đá Việt Nam, thuộc tập đoàn Vingroup. Chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ. Sau giao dịch này, ông Vincent Tan sẽ còn nắm giữ 30% cổ phần câu lạc bộ bóng đá Sarajevo, còn lại 10% thuộc về nhà đầu tư trong nước. Quang Hải, Công Phượng và cơ hội đối đầu Ronaldo, Messi trong mùa giải 2018-2019 vừa kết thúc, Sarajevo đã giành ngôi vô địch với 57 điểm sau 26 vòng đấu. Sân nhà của Sarajevo là Asimfe Hatovihase có sức chứa 34.500 người. Sân từng có vinh dự tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1984. Với chức vô địch Bosnia và Herzegovina giúp Sarajevo có quyền tham dự vòng sơ loại Champions League 2019-2020. Các trận đấu bắt đầu diễn ra vào tháng 7 năm 2019. Sarajevo vô địch Bosnia và Herzegovina mùa giải 2018-2019 phát biểu tại buổi công bố cổ đông mới. Ông Senaya, chủ tịch Sarajevo cho biết, sẽ không có xáo trộn lớn trong chiến lược phát triển của Sarajevo. Khán giả Bosnia và Herzegovina biết rằng ông Nam và đối tác đã tham gia vào bóng đá trong những năm qua. Chúng tôi sẽ có những thay đổi về cầu thủ và điều đó sẽ mang lại lợi ích cho đội bóng. Thương vụ mua cổ phần Sarajevo của PVF và ông Nguyễn Hoài Nam sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển tài năng cho các cầu thủ trong nước. PVF hiện là học viện bóng đá chuyên nghiệp hiện đại hàng đầu châu Á. Trong tương lai, FC Sarajevo sẽ có những tác với PVF về đào tạo, trao đổi cầu thủ. Chia sẻ trên truyền thông, ông Nguyễn Hoài Nam luôn khẳng định mong muốn đưa cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu để mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giúp chất lượng đội tuyển quốc gia được nâng cao, từ đó kéo giấc mơ World Cup lại gần hơn. Chúng ta cứ mãi loay hoay với ước mơ vô địch Đông Nam Á, với SEA Games, nhưng hầu như chúng ta không có được niềm vui trọn vẹn trong hơn một thập kỷ qua. Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển và vươn xa thì chúng ta phải mơ đến một ước mơ xa hơn là giấc mơ World Cup, ông Nam cho biết. Với việc ông Nguyễn Hoài Nam và PVF đang nắm giữ 60% cổ phần Sarajevo, không loại trừ khả năng sẽ có thương vụ đưa những ngôi sao trong nước như Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu sang Sarajevo thi đấu. Nếu điều này thành hiện thực, chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn thấy những Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu đối đầu Ronaldo, Messi và hàng loạt ngôi sao quốc tế tại UEFA Champions League. Cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi. Trên thực tế, việc những ông chủ châu Á mua đội bóng châu Âu và đưa cầu thủ trong nước xuất ngoại là xu hướng đang diễn ra khá mạnh những năm gần đây. Mới đây, sau khi mua đội bóng Espanyol của Tây Ban Nha, ông chủ người Trung Quốc đã đưa ngôi sao hàng đầu của quốc gia này là Vkole sang thi đấu La Liga. Ông Nguyễn Hoài Nam và mối liên hệ với ông chủ Cardiff City. Ông Nguyễn Hoài Nam được biết đến là người có đam mê mãnh liệt với bóng đá. Ông là thành viên hội đồng quản trị của hai câu lạc bộ bóng đá là KV Kochi, Bỉ và Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Năm 2018, ông Nam đã tranh cử chức phó chủ tịch tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, khóa VI nhưng không thành công. Khi đó, ông Nam từng tuyên bố có thể mang về số tiền tài trợ cao hơn 30% mức cao nhất năm 2017 mà VFF có được. Tổng tiền tài trợ năm 2017 của VFF là 150 tỷ. Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam trong lĩnh vực kinh doanh. Ông Nguyễn Hoài Nam là tổng giám đốc Birayer Việt Nam, thành viên của tập đoàn Birayer Corporation BH đến từ Malaysia. Tại Việt Nam, Birayer đã có hàng loạt dự án đầu tư bất động sản lớn như Trung tâm Tài chính Việt Nam, Làng Đại học Birayer Việt Nam, khách sạn Birayer Long Beach tại Phú Quốc, khách sạn Sheraton tại Hà Nội, khách sạn Intercontinental Hà Nội. Vì vậy, gần đây Birayer đã và đang thoái vốn tại khá nhiều dự án đã đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Birayer còn được biết tới với những khoản đầu tư vào công ty chứng khoán Saigon Bank Birayer hay mới đây nhất là sổ số Vietlott, dòng chữ Vietjet Việt Nam trên sân vận động Cardiff City của ông chủ Vincent Tan. Trong khi đó, tập đoàn Birayer thuộc sở hữu của ông Vincent Tan. Vị tỷ phú này cũng có đam mê lớn với bóng đá và là ông chủ của đội bóng Cardiff City đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Vào đầu năm 2019, Cardiff đã có thương vụ mua tiền đạo Emiliano Sala với mức giá 15 triệu bảng Anh, đắt nhất lịch sử câu lạc bộ. Tuy vậy, điều không may đã đến khi máy bay chở Sala bị rơi trên đường từ Pháp sang Anh.
Với mối quan hệ khá mật thiết giữa ông Nguyễn Hoài Nam và ông Vincent Tan, dòng chữ Vizic Việt Nam đã hiện diện trên sân vận động đội bóng Cardiff City tại ngoại hạng Anh. Ryan Giggs và Pom Scholes sắp về PVF, theo minh anh trí thức trẻ.